Lý Tự Trọng, Nguyễn Gia Thiều ra sân trong trận chung kết Syria giải bóng đá cúp mùa xuân 92-95 Hà Nội lần thứ 2 2018. Đội hình ra sân của Nguyễn Gia Thiều bao gồm Thiều Mạnh Cường số 16, Bá Chiến số 3, Hữu Chiến số 19, Minh Tuấn số 7, Quốc Thành số 14, Trần Đức số 5 và Sơn số 1. Đội hình ra sân của Lý Tự Trọng ngày hôm nay bao gồm thủ môn số 18 Lý Hữu Nghĩa, số 4 Lê Mạnh Hải, số 8 Lê Hải, số 7 Huy Trọng, số 16 Quang Trường, số 77 Nguyễn Thái Học và số 15 Trung Hiếu. Chúng ta cùng có một tràng pháo tay cổ vũ hai đội trước khi vào trận. Hiệp 1, Nguyễn Gia Thiều sẽ là đội ra bóng đầu tiên. Thank you.
sân trong trận đấu này. FC Lý Tự Trọng thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Đoàn Nghĩa Đoàn. Đây là một cái thiệt thòi rất lớn đối với các cầu thủ Lý Tự Trọng. Phạt biên Lý Tự Trọng. À, ra chiều. Minh Tuấn phạm lỗi. Phạt cho Lý Tự Trọng. Trận chung kết đang diễn ra rất sôi nổi. Các cầu thủ đều cố gắng hết sức mình vì một cờ sắc áo. Anh đã rất nhiều lần ghi bàn bằng cái chân trái của mình. Các cầu thủ Lý Tự Trọng đã thi đấu hết sức tốt trong cái cúp C1
qua vòng bảng với kết quả xuất sắc, toàn là đầu bảng em. Gần như cầu thủ nào cũng đã ghi bàn, và đặc biệt cầu thủ Lê Mạnh Hải số 8 với cái chân trái mâu nhiệm đã là một cái thạch nối khiến cho cái lối đá của Lý Đức Trọng rất là gắn kết, các vị trí rất đồng đều, và Lý Đức Trọng chiến thắng Quang Trần ở trong vòng 1/8 và bằng đồng xu Đinh Mạnh. Đây là một cái điều rất đặc biệt trong cái các chiến thắng của Lý Đức Trọng ở vòng chung kết Serie A. Họ đã vượt qua đối thủ mạnh là Liquidon Hà Đông, vượt qua điểm phạt đền 6m và góp mặt vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết họ lại tiếp tục vượt qua FC Minh Khai cũng bằng điểm phạt đền. Có thể nói thật may mắn là luôn luôn nhìn người máy xa ở FC Minh Trọng kể từ đầu giải cho đến bây giờ. Đối với Nguyễn Tất Thiều thì cái sự khởi đầu mùa giải của họ thì có khó khăn hơn rất là nhiều. Nằm trong cái bảng được cái bảng tự mật, cái bảng S bao gồm Nguyễn Tất Thiều, Diệu Ngoại và Trần Phú. Họ đã vượt qua vòng bảng cách xuất sắc. Trong vòng 1/8, Nguyễn Tất Thiều đã chiến thắng FC Lương Hóa với tỷ số 5-0. Do trong trận đấu đó FC Lương Hóa thiếu người, do Lưu Danh Minh vắng mặt, tại vòng tứ kết họ nhẹ nhàng vượt qua FC Phạm Hồng Thái với tỷ số 2-0, và trong trận bán kết họ đã vượt qua Phúc Lệ Lưu Danh Minh và trận chung kết ngày hôm nay. Và cầu thủ ghi bàn tất nhiên Nguyễn Tất Thiều là cầu thủ mang áo số 19, Thiết Hiếu. Đó là một pha bóng phối hợp hết sức đẹp mắt cho các cầu thủ Nguyễn Tất Thiều. Một phút mất tập trung và Lý Đức Trọng đã phải trả giá của thua rất đáng tiếc. Bóng cho Bá Chiến triển khai tấn công rất hợp lý cho Nguyễn Tất Thiều. Bá Chiến rất là đáng tiếc cho Nguyễn Tất Thiều, thêm một tình huống nguy hiểm cho các bạn Nguyễn Tất Thiều. Nguyễn Tất Thiều thay người, Nguyễn Thành ra sân. Phạt cho Nguyễn Tất Thiều. Thank you.
anh người bên Nguyễn Văn Thiều, Lý Tư Trọng, số 16 ra sân, số 37 vào sân. Hậu vệ Nguyễn Gia Thiều đã cắt được đường truyền vừa rồi. Xuân Trịnh đã rất xuất sắc trong quả bóng vừa rồi. Hai đội đang thi đấu hết sức nhanh, tốc độ rất cao dù trời nắng và không còn trẻ nữa. Các anh đang thi đấu với cả cái lòng nhiệt huyết với 200 phần trăm sức lực. Rút luôn của Bá Chiến, đáng ra là một quả truyền cho các bạn đang ở phía trên. Chân của thủ môn Lý Tư Trọng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho trận chung kết. Anh em Lý Tư Trọng đâu rồi nhỉ? Anh em Lý Tư Trọng đâu rồi nhỉ? Lý Tư Trọng đâu rồi? Quá! Lý Tư Trọng của tôi đâu rồi? Đừng để Nguyễn Gia Thiều nó ăn thế chứ! Lý Tư Trọng ơi! Hô lên đi nào! Bóng được trả về cho thủ môn Xuân Trịnh, cầu thủ môn to gần nhất nhì giải. Ai đây? Tuấn.
nhiều đến biên. Cầu thủ đá biên là Lam Tô. Chuẩn. Rồi Bái Chiến. Mạnh Cường. Bái Chiến. Mạnh Cường. Lại Bái Chiến. Bắt bóng rồi. Không, Lý Tiến Trọng. Lên. Kết quả, bóng ra ngoài đường biên. Rồi. Đang rất công bằng. Vì thế này cực kỳ công bằng. Công bằng nhất mình với bộ đấy. Mọi người đừng kiện. Đấy là bộ rồi. Hát đội nghỉ uống nước sơ sờ. Tập vàng chưa có nước đây. Quỳnh Trần Viên chưa có nước đây. Hai đội bây giờ chuẩn bị bước vào lượt đấu thứ hai của trận hiệp đấu thứ nhất. Đứng cạnh tôi anh Bông Minh, huấn luyện viên của Lý Tuyệt Trọng. Anh rất tự tin là sẽ lội được một vực dòng. Anh đã nghiên cứu rất kỹ Lý Tuyệt Trọng rất nhiều rồi. Và anh đang đứng đây như một cầu thủ chân hơi quấn một tí nhưng mà rất là đẹp. Anh tạo dáng thì số 1 ở trong giải bóng năm nay. Vâng, anh Bông Minh ở cuối cầu môn của Lý Tuyệt Trọng. Mọi người nhìn anh vỗ tay một câu đi. Lý Tuyệt Trọng lên đi. Tuyệt quá. Bóng đã ra ngoài đường bên dòng. Từ đây bóng bắt đầu được triển khai bên cánh trái từ phía của Nguyễn Giang Kiều lên. Rồi anh quên rồi rất tiếp. Thủ môn Sơn Trinh phát bóng, tay anh Tô như là hộ phát, ném một phát gần hệ qua lưới 2/3 sân. Một pha tấn công không có gì nguy hiểm của Lý Tuyệt Trọng trước cầu môn của Nguyễn Gia Thiều. Các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều đã phá bóng rất là nhanh. Bóng chuẩn bị được đưa vào xanh. Cầu thủ đá biên là Học Nguyễn bên Lý Tư Trọng. Nhìn Nguyễn Tư Trọng đâu rồi nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy cái tay của các bạn. Chuẩn bị vô. Chưa có cú sút nào xảy ra. Tôi mua được thôi nhưng mà chả ai định sút cả. Không, bạn cứ tưởng như là vào với cú đánh đầu của đội trưởng Quân Lùn. Nhưng mà bóng đã đi một xà ngang trong tích tắc. Bóng chuẩn bị đưa vào cuộc. Thủ môn Sơn Thế. Mạnh Cường, Hà Chiến. Cầu thủ Hà Chiến bỏ ra một. Cầu thủ đá cánh rất là kinh nghiệm. Anh đã điều khiển bóng rất là tốt. Bóng được bao giờ lên cho anh Tuấn. Tuyệt quá. Anh đã bóng hụt và các cầu thủ đứng từ trận ra phá bóng ra ngoài đường biên. Đá biên là anh Lam Tô. Tô Lan. Bóng lên chân của Tuấn. Lan. Rồi, bóng lên chân. Lý Tuyệt Trọng lên bóng rất từ sân nhà. Anh Hào tiếp tục bóng chưa quá.
môn xuất trình tỏ vẻ hơi chủ quan, mất hơi hụt đường bóng. Tuấn, anh em có gì không? Lên! May quá, không à? Thế sao cả? Ba Chiến đang dẫn bóng từ phía cánh phải của đội nha. Anh đang tìm đồng đội để truyền. Anh đang tìm đồng đội. Truyền lại cho anh, định truyền về cho anh Nam Tô. Tiếp tục. Không sao, bóng đã thuộc tầm kiểm soát của Lý Tư Trọng. Nhưng cú phá bóng đã vào tay của thủ môn Xuân Tinh. Ba Chiến, anh định làm gì đấy? Phối hợp với Mạnh Cường. Tiếp tục, Nam Tô. Mạnh Cường. Ba Chiến. Chút. Không phải. Tưởng đến chút nhưng mà hóa ra anh không phải chút. Rồi. Chiến, anh làm gì? Anh làm gì đấy? Anh chuyển cho Tuấn. Cú chuyển này thực ra là không tốt cho anh Tuấn. Đỡ rất là tốt. Bóng mất thuộc quyền kiểm soát. Mất rồi, không được rồi. Anh Tuấn không thể qua được một tình huống vậy của Lý Tiên Trọng. Lý Tiên Trọng lên bóng. Bóng từ giữa sân. Triển khai cho cánh phải. Lại trở về. Tiếp tục. Anh làm gì đây? Anh em cứu thua và bàn thua trong thái. Nguyễn Đức Thiếu ơi, để hỗ tay đấy. Khổ thế mà chả thấy đứa nào hỗ tay. Anh em mới lên bóng. Lý Tư Trọng đâu rồi? Cổ động viên Lý Tư Trọng đâu rồi? Tôi không muốn nghe tiếng trống đâu. Tôi muốn nghe tiếng hôn các bạn. Hãy cổ vũ cho các anh ấy đi. Bóng đã đi hết đường biên của đội Lý Tư Trọng. Bóng đã triển khai, anh Hào. Lý Tư Trọng đang lên bóng. Tình huống rất nguy hiểm. Nhưng đã bị phá. Lý Tư Trọng đang thực hiện cú đá biên từ bên phải. Đến từ cầu môn của mình. Sau đây, không sao. Thủ môn mặc dù bóng đã đi quá xà ngang, nhưng thủ môn xây dựng rất an toàn và đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Và bây giờ là quả phản góc của đội Lý Tư Trọng. Và anh có là lên bất ngờ gì không đây? À, một cục bóng không có gì cả. Đập vai cầu thủ bên Nguyễn Gia Thiều và đi hết đường biên qua. Bình Thành Thiên từ trưa đến giờ uống hơi nhiều, nói có gì hơi nghiu, thì mong các cổ động viên thông cảm nhé. Lý Tư Trọng, phá bóng. Bóng này về sân Ba Chiến, anh phá lên nhưng mà ở trên Nguyễn Gia Thiều không có một ai cả. Bóng đến cùng môn của đội Nguyễn Gia Thiều, Lý Tư Trọng. Bóng lên, thân Lý Tư Trọng vẫn kiểm soát bóng. Lên đi. Anh ơi, nhanh lên. Cần phải tốc độ lên hơn nữa, mặc dù thời tiết rất nóng nhưng anh phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên thì các anh mới có cơ hội đá biên cho Lý Tư Trọng. Bóng được phát lên từ phía Lý Tư Trọng. Bóng vẫn trong phía Lý Tư Trọng. Tiếc quá, trọng tài thổi còi. Lỗi theo nhận định của tôi, một cái lỗi là không đáng thổi còi. Nhưng trọng tài đã thổi cay nên tôn trọng. Và bóng bây giờ thuộc quyền kiểm soát của team Nguyễn Gia Thiều. Lên bóng rất nhanh. Anh Tuấn làm gì đây? Chiến, anh Tuấn quá! Buồn ngay Lý Tư Trọng. Ngoài đường biên tôi đang nhận thấy là huấn luyện viên Bonvi đang thay đổi
sĩ Xuân Thuận và vị trí của các cầu thủ. Hy vọng Lý Tư Trọng sẽ thay đổi được cục diện của những phút tới phút tiếp theo. Nguyễn Gia Thiểu, ta đúng là một cái đẳng cấp thực sự trong cái giải 92-95 này. Và Chiến là cầu bóng, anh chân lên, không, anh nhẹ, từ từ, anh nhẹ chuyển về, không anh cường, nhưng không sao. Lý Tư Trọng là cướp được bóng, cuộc tấn công rất là nguy hiểm, nhưng mà tiếc quá, trọng tài đã tuyên luật rồi, các anh đã phải vi phạm lỗi đối với cầu thủ số 8 của bên Lý Tư Trọng, đội trưởng. Lý Tư Trọng mình đã phạt. Đó là cách khung thành của Nguyễn Gia Thiều, 17,6m tính theo đường chim bay. Các anh phối hợp ra sao đây? Rút! Bảo vệ của Nguyễn Gia Thiều đã khống chế được tình huống. Quả phát bóng từ biên lên cho Nguyễn Gia Thiều. Nếu trong trận chung kết này không phải Lý Tư Trọng mà đội khác thì sao Nguyễn Gia Thiều có thắng được cách biệt lớn như vậy ngay tại hiệp 1 hay không? Và với suy nghĩ của tôi, các anh Lý Tư Trọng còn chưa bung hết sức mình, chắc do thời tiết thôi. Hôm nay tôi chưa thấy quân ở đâu. Một cú bóng của Lý Tư Trọng nhưng thủ môn Xuân Sinh đã làm chủ tình huống rất là tốt. Anh ấy chỉ đạo hàng phòng thủ rất là nhiệt tình, rất là máu lửa. Anh quát tháo đồng đội như đúng rồi ấy, nhưng mọi người không hề biết là sau mỗi trận đấu, sau mỗi giờ nghỉ, anh là người bị ăn chửi nhiều nhất. Rồi bây giờ đến là anh Tuấn, anh Tuấn cầu bóng, anh Cường đến giữa, anh làm gì? Mất bóng rồi, kết quả chậm một điểm cái là mất bóng ngay. Lý Tư Trọng đang cầu bóng và đang tổ chức tấn công, tranh chấp ở tuyến giữa rất là nguy hiểm. Anh đọc Chiến, không ra, anh đang hướng bóng, ba Chiến, tuyệt quá, bóng đi hết đường tiến hai, xả bóng cho Lý Tư Trọng phát, Lý Tư Trọng đang lên bóng theo biên phải của chúng mình, tuy nhiên đã mất bóng. Rồi, anh Tuấn đây, anh băng lên như một con sông xương, nhưng không sao, anh bị mất rồi. Mất bóng, không ơi, anh làm gì đây, anh đánh bàn. Rồi, tiếp tục, pha tấn công rất nguy hiểm, anh làm gì không? Kết quả, Mạnh Cường, một cầu thủ libero giữa sân, đá rất là hay, đọc tình huống rất là tốt. Anh đã chặn đứng được tấn công của Lý Tư Trọng. Một đá phạt góc của bên Lý Tư Trọng đã đi hết đường biên ngang. Và Chiến sẽ thực hiện quả đá phạt từ đường biên ngang vào. Ai đây? Có vẻ như bên Nguyễn Gia Thiều đang hụt hơi ấy. Tôi thấy các anh đang đứng thở dốc rồi. Các anh Lý Tư Trọng cố lên đi. Các anh thở chiến thuật hay là thở gì tôi không biết, nhưng mà đang rất là mệt. Ông Tô không mệt lắm đâu, anh vẫn đang đi bóng rất là hoành tráng. Anh Nam Tô đã bị gặp một va chạm làm lăn ra, nhưng hôm sau anh đã đứng dậy thể hiện một thái độ đá bóng rất là chuyên nghiệp. Anh Tuấn làm gì đấy? Anh đang mang về. Bảo vệ của Nguyễn Gia Thiều đã rất kết thúc hiệp một trận chung kết giải Serie A cúp mùa xuân 2018. Cam giữa phát.
Alo, hiện nay ở bãi xe Đầm Trành có xe lơ rụt biển 30A93708 đang mở cửa. Xe bạn nào ra bãi xe ngay để khóa xe lại nhé. Alo, xe 30A93708 màu đỏ đang để bãi xe chưa khóa. Tổ chức xin thông báo những người mẫu tham gia phần biểu diễn áo dài xin tập trung về trại Quang Trung Trần Hưng Đạo. Xin cảm ơn. Ban tổ chức xin thông báo lại những người mẫu tham gia phần biểu diễn áo dài xin tập trung về trại Quang Trần. Xin cảm ơn. Tổ chức xin thông báo lại những người mẫu tham gia phần biểu diễn áo dài xin tập trung tại trại Quang Trần số 23. Xin cảm ơn.
nơi xét máy này 60. Nơi xét máy này 60. Alo, alo, âm thanh đi, tắt đi, cái bóng đá đấy. Hiệp 2 trận đấu giữa Nguyễn Đức Thiệu và Lý Tự Trọng được từ nãy rồi nhưng bình luận viên giờ mới vào trận. Tí chúng nó đá mặt mình ngay. Sao đứng máy đâu em ạ? Máy này xét 50. Rồi, tiếp tục. Đá biên, Bà Chiến. Bạch Cường. Ui, vụ khoai hướng bên nó bị anh Quân, phá. Tiếp tục. Đá biên cho Lý Tự Trọng. Quân này, cố lên. Bóng đưa về cho cầu thủ 15 Lý Tự Trọng. Anh sút. Vọt sang ngang. Không nguy hiểm gì với các thành của bên Nguyễn Gia Thiều. Chương trình phát bóng. Rồi bóng được chuyền lên. Rất tiếc. Anh Tuấn Lê anh không nhận được bóng. Và chuyển quá mạnh. Lý Tự Trọng phát bóng từ biên. Yêu cầu ban giám sát bảo các bạn hãy ngồi lùi lùi tí để cho các anh còn chỗ các anh phát bóng nhá. Nhất là cổ động viên Nguyễn Đức Thiều này đứng ngồi lùi lùi ra đây. Cổ động viên Nguyễn Đức Thiều ngồi lùi ra để chỗ đường biên các anh phát bóng nhá. Rồi Lý Tự Trọng phát bóng. Bóng được trả về 15. Tiếc quá. Bóng đã bị cắt. Ơ! Thế này cô ơi! Bóng đi hết đường biên! Phản hốc cho Lý Tự Trọng. Đây là một cơ hội đảm bàn cho các anh. Cầu thủ mới vào sân của Nguyễn Gia Thiều đã có một pha bóng rất là nguy hiểm, uy hiếp khung thành của Lý Tự Trọng nhưng mà không vào. Cầu thủ mang số áo số 50. Vẫn phải được. Bà Chiến, anh đi đây, làm gì, bắt nào, không sao, bóng đến khách. Rồi, bóng đến tiếp, hai đường, em bắt về. Trấn Hương không đá bóng nhưng cú xuất sắc nhưng phát lên rất tiếc quá, bóng đã lao về phía góc đài cổ động viên của Lý Tự Trọng. Bóng vừa trả về cho thủ môn. Các cổ động viên Lý Tự Trọng hôm nay tôi nhìn thấy im thế nhỉ. Áo xanh thì rất là đẹp nhưng mà không thấy hô nào gì cả, im quá. Lý Tự Trọng đâu rồi? 1, 2, 3 đá ra ai hô gì cả. Lý Tự Trọng đang lấy bóng. Bóng hết được bên ngoài. Anh Quang Bin trả. Anh Quang Bin này, anh cứ ngồi như thế thì làm sao cổ động viên của anh hô to lên được. Cổ vũ tinh thần các cầu thủ đi chứ. Bóng đang được triển khai trên phần thân của Nguyễn Gia Thiều. Bóng được chuyển lên ra nhé. Số 11, cái chiến thắng dài ra bóng bóng. Bóng về thủ môn của Lý Tự Trọng. Số 2 anh Quân. Hiện là một cầu thủ rất là kinh nghiệm và kỹ thuật đẳng cấp nhất nhì giải 92-95. Bà Chiến anh gì không? Không, anh đảo đi đảo lại và cuối cùng anh đã bay bóng về. Về! Thủ môn Lý Tự Trọng đã cứu được một bàn đưa trong thời cơ đội nhà. Nguyễn Gia Thiều tỏ ra một đối thủ rất là nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm. Kênh luôn 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 biết cách tạo ra sóng gió trước khung thành của Lý Tự Trọng, gây sức ép khung thành của Lý Tự Trọng. Và Lý Tự Trọng khi mà
gặp phải đội đá pressing toàn sân của người ra điều và anh chưa có một giải pháp nào thực sự hữu hiệu. Rồi ba chiến cánh phải từ phía Nguyễn Gia Thiều lên, anh làm gì đây? Anh đang tìm kiếm đồng đội và rồi anh đã bay. Dường như các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều ai cũng biết được tốt. Đường phát bóng lên cho Nguyễn Gia Thiều. Anh Phan Đường mới vào sức khỏe rất là tốt, anh chạy rất là năng nổ. Rồi ba chiến ban sang cho Tuấn Em. Tuấn Em vừa đã lùi về giữa để cầm trịch trận đấu chứ anh không còn đá với chính tiền đạo nữa. Dường như là Nguyễn Gia Thiều đang giữ một cái thế trận ổn định để duy trì cái tỷ số 3-0 này đến hết trận đấu. Tuy nhiên Lý Thế Trọng sẽ có bài riêng của họ. Quân, anh làm gì đây? Đã bị cắt bóng. Nếu mà Lý Thế Trọng chưa có một bài nào thực sự là đột phá thì cũng khó qua được sự phòng ngự của Lý Thế Điều. Bài chiến từ một cầu thủ không vệ. Anh làm gì đây? Anh nào? Nét đặc sắc của Nguyễn Gia Thiều là bất kể cầu thủ nào đều có thể làm vị trí tấn công được. Ban tổ chức xin thông báo những người mẫu tham gia phần biểu diễn áo dài xin tập trung về trại Quang Trần số 23. Xin cảm ơn. Ban tổ chức xin thông báo tất cả các người mẫu biểu diễn áo dài về trại Quang Trần số 23. Xe buýt Quang Trần và Trần Hưng Đạo về đấy để tập trung. Phạm Cường, anh làm gì đấy? Anh đã đi qua được Trần Quân. Tiếp tục từ giữa của anh. Chuyền, sút, không vào. Thủ môn của Lý Thị Trọng đã cứu được bàn thua trong thế. Khi mà cú sút chéo cánh của cầu thủ số 11 bên Nguyễn Gia Thiều. Long, anh làm gì? Rồi, anh làm cuối cùng cũng giữ được bóng. Sao chuyền cho Tuấn? Tuấn làm gì đây? Chuyền về. Bên Lý Tư Trọng đang thể hiện lối chơi pressing toàn sân, ép các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều ngay từ sân nhà của đội bạn. Hy vọng lối đá bóng, lối đá này rực lửa của Liverpool này sẽ tạo ra sức ép nhất định, gây ra những cái sai lầm cơ bản của Nguyễn Gia Thiều và Lý Tư Trọng sẽ làm nên bất ngờ. Ôi nhưng không, hai anh đã bị mất bóng rồi. Anh Tuấn phát bóng, phát thẳng lên. Đại biên cho Nguyễn Gia Thiều. Số 8 Tô Giang Lan. Nguyễn Gia Thiều thay đổi người. Số 11 Lê Trung Hiếu ra sân. Vào sân là số 13 Nguyễn Ngọc Quang. Quang này thể hình rất là to, rất là đẹp. Anh đã giữ vị trí giữa sân. Anh Tuấn làm gì đây? Anh Tuấn đã cầm rất tốt, cầm chỉnh rất tốt vị trí ở giữa sân. Ba, chuyển lên. Pha tấn công của những chuyển đã bị cắt.
bên Lý Tự Trọng có sự thay đổi người. Anh học Nguyễn số 77 vào thay cho số 10. Anh học vào đá vị trí trung vệ. Bóng đang ở bên phần sân của Lý Tuyết Trọng. Tay rất từ từ để triển khai bóng và câu kéo đội hình của Nguyễn Gia Kiều dâng lên. Tuy nhiên Nguyễn Gia Kiều cũng thể hiện là cao thủ về chiến thuật khi các anh cũng đẩy lùi đội hình xuống. Trọng tài vừa thổi còi là kết thúc lửa của hiệp 2 để các đội vào sân uống nước. Bóng được phát từ thủ môn Xuân Thịnh Trần Đức. Cửa sai ra Tuấn Long lại ban về Trần Đức. Long anh bắt đầu thể hiện thì cũng biệt rồi. Tiếc quá anh học thường đá nó hơi vội vì vậy bóng ra đi hết vừa mình đi dòng vẫn nhiều đá về cho anh học. Lý Trọng đang cầm bóng từ phía sân nhà triển khai tấn công theo phía cánh phải. Bóng đã chuyển sang cánh trái. Anh Quân tiếp tục chuyển về cánh phải. Cánh phải rồi vẫn có bóng vẫn còn nhưng vẫn rất nhiều tỏ ra một đối thủ rất là gì đó. Khống chế toàn bộ đội bóng, toàn bộ từ giữa của cục diện trận đấu. Như mà tôi đã làm một cái clip ấy, trận đấu này như là cuộc đấu của Tào Tháo và Lưu Bị và anh Lý Tự Trọng cũng như là Lưu Bị và anh Nguyễn Gia Thiều ấy, cũng như là Tào Tháo canh đào quái xã cả ba luôn đấy. Rồi Lý Tự Trọng lên đi, lên Quân lên đi, anh là quan công của tôi. Vậy nghe theo. Sao? Ôi, đúng là ông Sơn Trịnh này ông to thật đấy, bắt được cổ ông rồi. Nguyễn Gia Thiều phát bóng từ phía bên trái của khung thành. Bóng được trả về cho trung vệ. Trung vệ chuyển sang trái cho anh Long. Anh Long phát lên nhưng mà chân của anh hơi vẩy ra ngoài một tí. Thì bóng đi ra ngoài đường biên. Bóng tiếp tục triển khai bên đường biên dọc từ phía Lý Tuyết Trọng. Anh Học số 17, cầu thủ chân phòng số 17 của Lý Tuyết Trọng. Anh phát một đường bên mà dài lên nhưng mà không có gì nguy hiểm khi mà thủ môn Sơn Trinh đã khống chế được tình hình và đã ném ngay cho Tuấn. Hơi nguy hiểm nhưng trung vệ Trần Đức đã phá bóng đi hết ngoài đường biên dọc. Bóng tiếp tục được phát từ phía biên dọc từ phía anh Trần Quân của Lý Tuyết Trọng để triển khai tấn công bên tay trái từ phía Lý Tuyết Trọng. Nguy hiểm anh em đi với bóng sao không rồi cú sút rất là mạnh nhưng mà không sao vẫn còn Nguyễn Thiều. Tuyết Quang đã phạm lỗi, anh Hồng đã phạm lỗi, lỗi này không nguy hiểm, lỗi này tình huống thôi. Tiếc quá, tôi mặc dù rất cố rồi nhưng mà lỗi này đáng phải thẻ đỏ cho trọng tài lương ngay là thẻ vàng. Thế được rồi. Đội Nguyễn Gia Kiều chuẩn bị thực hiện quả đá phạt trước khung thành của đội Lý Tuyết Trọng 16,24m. Trong bóng là anh Tuấn Lê, Tuấn Xuân Dương, anh sút lên bàn, sút. Và bóng vào đúng thủ môn của Lý Tuyết Trọng. Bóng được đẩy về
sau đây là quả đá phạt góc của bên đội Nguyễn Gia Thiểu. Anh Long thực hiện quả đá phạt góc. Không nguy hiểm, quả đá phạt góc có mạnh, đã đi hết đường bên dọc. Đội Lý Thị Trọng được đá bên dọc. Bóng nhảy khoai bên tay phải của đội bên dọc và chuyển sang bên kia bên trái của Anh Quân. Anh Quân đang lên bóng, tiếp tục bên phải, tiếp tục về giữa anh Anh Học, tiếp tục bên phải. Bóng lên lên, rất là đẹp, có sao không? Sao vậy? Penalty! Có phải là một người? Có penalty không? Một thẻ vàng cho số 19 của anh Nguyễn Gia Thiểu. Vào phút thứ 52 của trận đấu, đội Lý Tự Trọng được hưởng một quả penalty. Đây là cơ hội cho Lý Tự Trọng ghi được một bàn vào đội tuyển Nguyễn Gia Thiểu. Kết quả thủ môn xuất sắc, anh quả là một tảng đá, một hòn đá tảng trước khung thành của Nguyễn Gia Thiểu. Thì đã đẩy được cú sút penalty cực kỳ nguy hiểm từ cột số 6 bên Lý Tự Trọng. Tôi thực sự tiếc cho các anh Lý Tự Trọng. Anh Tuấn, cố bóng, Nguyễn Gia Thiểu. Nguyễn Gia Thiểu vẫn đang không chế được cục diện trận đấu. Chuyển về Trần Đức, Hồng, Trần Sang. Em nghỉ lại chuyển về Sơn Trịnh. Môn đã phóng lên rất là xa và không có gì nguy hiểm đối với cầu môn của Nguyễn Gia Thiểu. Tiếc quá, tôi còn phải tiếc, quá là tiếc đối với quả penalty của các anh Lý Thị Trọng. Vừa xong có một cú đá cầu âu của cầu thủ số 19 bên số Nguyễn Gia Thiểu về phía Lý Thị Trọng. Đây là cú muốt vớt má ngoài của cầu thủ 19 Nguyễn Hữu Chiến. Anh đã thực hiện cú đá lá vàng rơi nhưng mà gió rơi to nên rơi đâu quá đà. Nguyễn Gia Thiểu thực hiện quả đá phạt góc. Không sao, thủ môn đã sút ra và các cầu thủ Nguyễn Gia Thiểu đã sút bóng hoặc xà ngang. Bên Lý Thị Trọng vừa có sự thay đổi người rất là bất ngờ. Đến tôi bây giờ nhận ra anh Bon Vin, anh đã vào sân. Lý Thị Trọng đâu rồi? Hô lên của vũ anh đi. Anh Bon Vin tiền thân là quân khu chưa dư độ và vừa của anh và Chiến đấy. Lý Thị Trọng đang có bóng. Không sao, Nguyễn Gia Thiểu đã cắt được. Cầu thủ Nguyễn Gia Thiểu vẫn rất là nhiệt, vẫn rất là kỹ thuật. Số 19 Nguyễn Hữu Chiến, anh thực hiện hai cú đá liên tục về phía thủ môn cầu môn của Lý Tự Trọng nhưng bị đều bị thủ môn cản phá được và cú đá cuối cùng anh bị đá ra ngoài. Lý Tự Trọng bây giờ phát bóng bên phía Nguyễn Gia Thiểu, tiếp tục có sự thay đổi người, số 5 ra và số 90. Các cầu thủ 90 này tôi thấy các cầu thủ rất là lạ. 90 thì 9 nhỉ, thì 9 Trần Hiệu Thành. Bóng lên chuyển sang Bon Vin, anh đã có bóng lần đầu tiên trong mùa giải năm nay. Anh Bon Vin có bóng, cơ bóng giữa sân, anh chuyền về cho anh Học. Anh Học lên bóng tiếp tục, lại tiếp tục chuyền về Anh Quân. Anh Quân đang lên bóng rất là hay, rất nhịp nhàng. Anh Học xua rồi. Anh Bon Vin thể hiện ngay cái đẳng cấp và tầm nhìn chiến thuật của mình từ khi vào sân. Một đường chuyền xé rách hàng thủ của đội Nguyễn Gia Thiểu, tuy nhiên đội Nguyễn Gia Thiểu đã kiểm soát được tình huống. Cái này cầu thủ Long
của ai? Theo bóng anh Tuấn giữ bóng, các cầu thủ phối hợp dọc biên. Cá biên cho bên Lý Tư Trọng. Đá về. Đá vẫn triển khai, vẫn các cầu thủ từ Trọng, Lý Tư Trọng đang thể hiện một cái bản lĩnh rất là tốt. Mặc dù đơn vị dẫn bàn nhưng các anh triển khai thế trận và đội hình rất là bình tĩnh, không thể hiện một sự nôn nóng nào cả. Thủ môn Sơn Trinh phát bóng, cú đá bóng rất là mạnh, đúng là hộ phá, phát bóng mạnh quá, hết cả sân. Mặc dù anh hàng đá tả người anh rất to nhưng anh cũng đánh đố cầu thủ tiền đạo, bụng cũng to không kém, và anh lé một cái mà cầu thủ chạy không kịp. Rồi anh Quân, anh Học, anh Học đang lên bóng từ bên phía bên phải. Anh Học khiến cho cầu thủ số 13 ra sân, bóng lại đưa về cho anh Quân. Anh Quân lại lên bóng tiếp, anh Quang Bình lại đưa bóng về cho anh Quân. Tiếp tục số 8 lại Quang Bình, rất là nhịp nhàng, rất là hay, nhưng chưa vào 16m50 cây đã bị mất bóng. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Nguyễn Văn Thiều, vâng, còi đã đuổi lên. Đá phạt cho các cầu thủ Lý Tư Trọng rất nhanh, anh Bobin đá rất là nhanh. Hòa rồi, cầu thủ 50 Phạm Cường đã phạm lỗi với cầu thủ số 8 bên Lý Tư Trọng Lê Mạnh Hải, đội trưởng Lê Mạnh Hải. Rồi Bobin sao lại rồi, tiếc quá, cú đá phạt rất là nhanh và rất là chiến thuật. Tiếc là anh Bobin, cú cứa là của anh Bobin đã đưa bóng đi vào sân ngang. Nguyễn Văn Thiều lên bóng, không sao cả, không có gì nữa. Đẩy dọc biên ông anh ơi. Mạnh Hải, Quân, Hải, Hải, lại Quân. Quân, Quân đi, vẫn không khống chế được bóng tốt. Rồi, về cho anh Ngọc. Anh Ngọc phát một đường bóng dài lên. Tiếc quá. Cầu thủ số 33. Tôi xin chúc mừng nhà vô địch Cúp mùa xuân 2018 đội tuyển bóng đá Nguyễn Gia Thiều. Chúng ta đã kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0. Xin chúc mừng Tân Vương, nhà vô địch mới của giải bóng đá. Nhưng tôi cũng chúc mừng đội tuyển Lý Tư Trọng vì lần đầu tiên trong bảng giải các anh đạt vị trí á quân. Chúc mừng cả hai đội tuyển, chúc mừng trận chung kết. Và hiện nay anh Nguyễn Hồ Điệp của bên Nguyễn Gia Thiều rất phấn khích, đã cả bình luận viên. Ladies and gentlemen, welcome to Spring Football. Ready, steady, go! 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 Ra sân thôi, hỡi những chiến binh, hát vang lên bài quốc ca Việt Nam với tiếng còi thêm niềm kiêu hãnh. Trái bóng lăn qua đôi bàn chân. Go 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 go! Hãy tranh tài vì một cái sắc áo. Nhịp tim tôi rung lên theo đường bóng. Hô vang tên những chàng trai tuổi sáng. Nào cố lên nào bạn ơi. Vai kề vai chung nhau dồn sức mạnh. Trí thông minh quả cảm của loài gian. Với tinh thần đồng đội thêm sức mạnh, hãy tranh tài chiếc cúp cho riêng mình. Hãy giang tay chào đón người bạn mới. Hãy ra sân vì tình yêu chúng ta. Chiến thắng kia đang chờ ta với gọi. Hát vang lên chiến thắng cho riêng mình.
sân thôi hỡi những chiến binh, hát vang lên bài quốc ca Việt Nam với tiếng còi thêm niềm kiêu hãnh. Trái bóng lăn qua đôi bàn chân, hãy tranh tài vì màu cờ sắc áo. Nhịp tim tôi rung lên theo đường bóng, hô vang tên những chàng trai tuổi dân. Nào cố lên nào bạn ơi. Vai kề vai chung nhau dồn sức mạnh, trí thông minh quả cảm của loài gian. Với tinh thần đồng đội thêm sức mạnh, hãy tranh tài chiếc cúp cho riêng mình. Hãy giang tay chào đón người bạn mới, hãy ra sân vì tình yêu chúng ta. Chiến thắng kia đang chờ ta vẫy gọi, hát vang lên chiến thắng cho riêng mình. Go, 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 go. Vai kề vai chung nhau dồn sức mạnh, trí thông minh quả cảm của loài rắn. Với tinh thần đồng đội thêm sức mạnh, hãy tranh tài chiếc cúp cho riêng mình. Hãy giang tay chào đón người bạn mới, hãy ra sân vì tình yêu chúng ta. Chiến thắng kia đang chờ ta vẫy gọi, hát vang lên chiến thắng cho riêng mình. Chiến thắng kia đang chờ ta vẫy gọi, hát vang lên chiến thắng.